cho mẹ. Uống sữa đi con. Dạ. Con đang làm cái gì vậy? Dạ con đang làm bài tập làm văn tả về ba nhưng con không biết tả. Hay để mẹ gợi ý cho con nha. Dạ. Ba của tôi là một người rất lịch lãm. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Văn Dũng, giám đốc điều hành mới của công ty thiết kế nội thất Miri. Ba tôi luôn nhẹ nhàng và tinh tế, luôn bảo vệ mẹ tôi ngay cả lúc qua đường. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. Ba rất thương yêu mẹ con tôi. Đối với mẹ tôi, ba tôi còn là một người vô cùng lãng mạn. This love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the bags down. I'll cherish the one I found. If this is my love for you. Sữa. Mẹ nè. Mẹ. Trời ơi. Đi. Gentle but strong from suffering long. This is my love. Shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the bags down. I'll cherish the one I found. If this is my love for you. This is my love for you. Sao anh không kêu cô Tư nấu mà anh tự nấu chi cho cực vậy? Anh muốn tự tay chăm sóc cho hai mẹ con mà. Thôi cả nhà ơi, xuống ăn nè. Tôi thấy cô Dũng nấu không xong nên tôi nấu dự phòng, ai về đâu không xong thiệt. Xin lỗi cả nhà. Ăn cơm thôi mẹ. Ừ, ăn cơm. Của con nè. Con cảm ơn chú. Quen nè. Em cảm ơn. Ồ, xin lỗi cô. Của cô nè. Được rồi, để dì Tư, cậu Dũng cứ ăn đi. Dạ. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho con nha. Nếu mà mình muốn tả một ai đó á, thì mình phải tả hình dáng bên ngoài, từ trên xuống dưới ha. Ví dụ như chú nè, con hay tả là con thấy là chú có một mái tóc màu đen, mắt một mí, mũi cao đó, không dọc dừa đó, ví dụ vậy. Chú như chú chỉ không? Dạ giống như chú chỉ luôn. Con cần khen con tạ, con cần tự viết, có cảm xúc nữa đó. Ôi, giỏi quá, lên xe.
Con đọc cho chú nghe bài văn của con coi. Dạ. Ba tôi là người tuyệt vời nhất thế gian này. Dù cho ba tôi đi xe cùi bắp, làm lung tung việc, ba tôi nói ba tôi là thợ đụng, nghĩa là đụng đâu làm đó. Ba tôi từng làm phụ hồ, lau dọn nhà thuê, rửa máy lạnh, chạy xe ôm. Nhưng ba tôi là một người rất tốt. Mỗi khi được ba cong kênh trên vai, tôi có cảm giác mình to lớn hơn hẳn. Những khi như thế, tôi không còn thấy mình sợ bất cứ điều gì. Dường như cái gì ba tôi cũng biết. Ba tôi biết làm siêu nhân biến ra sữa. Ba tôi cũng rất khéo tay. Từ vỏ hộp sữa bỏ đi, ba có thể biến thành những dây đèn hoặc đồ chụp đèn rất đẹp. Ba cũng là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới vì biết cách dạy cho tôi chạy tốt. Ba đã ở bên cạnh tôi, động viên tôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Ngày tôi đi thi chạy, ba còn hồi hơn cả tôi. Cô lên con! Dạ, con đi rồi, ba tâm về đi! Cô lên! Hôm đó, ba đã gọi cho mẹ không biết bao nhiêu lần, chỉ để hỏi kết quả thi chạy của tôi. Ba hỏi nhiều đến mức mà mẹ tôi phát cáu. Nó chưa có kết quả mà. Khi biết tôi được giải nhì, ba gặp ai cũng khoe, nhìn ba thật mắc cười. Cái tay con tôi không? Con tôi không? Con á, con tôi á, con tôi á. Tôi thích nhất là được nằm gối đầu lên đùi của ba khi xem tivi. Những lúc như thế, tôi thường ngủ quên lúc nào không biết. Tôi thích mùi của ba lắm, dễ chịu và ấm áp vô cùng. Ba Tăng. Tôi yêu ba tu nhất trên đời. Ba chính là siêu nhân vô địch vũ trụ của tôi. Ba tôi không sợ bất cứ điều gì ngoại trừ mẹ tôi. Dạ hết rồi. Không có cần phải trốn nhà quan nữa đâu. Nhưng mà cũng phải lo đi kiếm việc gì làm đi nha. Để phụ tao hả, trả tiền lãi cho bà Hiền nữa. Biết rồi, biết rồi. Em đó, bỏ bà bạc đi. Nợ nữa tôi cũng gánh rồi nha. Biết rồi. Gì ông nội? Gì vậy? Tức bà này nè. Tại bà tôi gánh nợ á. Bữa giờ tao nuôi mày mập thay tao mới tức mày nha. Hả? Hồi trước mày mà không cứu tao á, là tao bỏ mặt mày lâu luôn rồi đó. Tay trắng tay đen. Tay trắng tay đen. Ê, cái thằng con cha kìa. Ê, hoàng chung là thằng Tâm nó đến, hai tụi mình đẩy nó xuống ôm. Thôi, mày đừng có giỡn nó làm gì nữa thôi. Chơi tiếp nè, chơi tiếp nè. Tay trắng tay đen. Tay trắng tay đen. Ê, trời, nó bay cái gì vậy? Nó không thôi. Tụi mày đẩy nó xuống làm gì? Nhớ quá. Sao ông ngoại không cho con biết chứ? Thì ông ngoại muốn con bất ngờ mà. Chào chú. Ba Tâm ơi, ba Tâm, ông ngoại con về nè. Cô Sữa, ba Tâm về nha. Dạ. Chú về. Cậu là ai vậy? Dạ, con là chàng trai trẻ hay đưa đón cô Sữa đi học hả chú? Con về chú. Về cô Sữa. Tôi chóng mặt với cái thằng này quá. Bây giờ vô nhà chứ, vô nhà. Con kéo cái vali cho ông ngoại. Dạ.
Bà Tư ra đây. Bà Tư. Đây đây bà Tư ra đây. Dạ ông chủ mới về. Ờ chị khỏe chứ hả? Dạ, cảm ơn ông chủ, tôi khỏe. Dạ ông chủ cứ để à. Tôi đi vô con. Đi dạ. Vô. Đây là ý tưởng thiết kế mới của em. À, em sẽ gửi mail cho anh. Anh coi rồi phản hồi sớm lại giúp em. Để em triển khai mọi người cho kịp tiến độ nha. Ừ. Em gửi qua liền đi. Ừ. Để em gửi. Alo ba. Sao? Ba đang ở nhà hả? Sao ba không nói con ra đón? Ba thiệt tình. Thôi được rồi, để con về nhà nha. Ba em hả? Ừ, ba em từ nước ngoài về. Vậy thì em phải đi gặp ba vợ tương lai rồi. Kem trộn nè, kem trộn nè, trời ơi, chết vô trắng bách bực hai ba tông luôn. Ma nói chuyện ai vậy? Khách nè. Trời ơi, cái máy ở đây nè. Xí lộn, xí lộn. Thôi, để con. Khách yêu ơi, chốt đơn giùm em nha. Kem của em sức vô một cái là trắng, sức vô một cái là đẹp, sức vô một cái là vạn người mê luôn. Cho nên chốt đơn giùm em nha. Ai muốn có nhu cầu cứ nhắn lại số điện thoại địa chỉ, em sẽ liên hệ. Chính. Chờ em chút nha khách yêu, chốt đơn giùm em đi, một lát nữa là em sẽ vô em chốt lại nha. Chờ em nha. Gì vậy? Anh cho 30 nè. 20 giữ lại chị, cho luôn đi. 20 cũng bao nữa hả? Dễ thương quá à. Dạo này em chịu khó làm ăn ha, cưng gì đâu á. Dĩ nhiên rồi. Em, hay là anh nói chuyện này cho anh Tâm biết nha. Bị khùng hả? Nói cho ông giết tôi thì chi? Không, nhưng mà ông để vô hoài nó kỳ lắm. Thư thư, khách chốt đơn nhiều lắm, vô bán kìa. Trời đất ơi, đi vậy? Đi vậy. Trời ơi, sao chay tùm lum cái mặt vậy? Quảng cáo mà, chào hàng mà. Của em nè. Anh ăn lừa xương rồi nè. Em cảm ơn. Của con là sữa. Dạ con cảm ơn chú. Ăn đi. Ba ăn nhiều vô ạ. Để bác tự nhiên. Dạ. Lâu lắm rồi á ba mới có một cái bữa cơm gia đình. Hãy để cho ba enjoy nó. Cô Tư ơi. Dạ. Dạ cô hay gọi. Dạ, cô pha giùm con một ly cocktail nha. À dạ, tôi biết rồi. À, dạ thôi, khỏi đi dạ. Cô Tư. Để con làm cho. Con hiểu ý thương mà. À, dạ. Bác muốn uống gì ạ? Cho bác ly orange. Chiều rồi, con nghĩ là không nên uống cam đâu ạ. Hay là bây giờ bác làm một ly vang để dễ tiêu hơn không? Sao cũng được. Dạ. Còn con? Con muốn uống sữa lắm. Đợi xíu nha. Tôi phụ cụ Dũng nha. Bà thấy cái câu này được á, bà chấm rồi nha. Con người vừa lịch sự mà biết quan tâm đến mọi người đó con. Rồi tính chừng nào đám cưới đây? Dạ chưa. Tụi con mới tìm hiểu mà. Lẹ lẹ đi con. Mình có đâu có còn trẻ gì đâu. Ba thì già rồi. Giờ chỉ mong cuối đời á được nhìn thấy con cháu mình được hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Trời ơi, con biết rồi. Không phải. Nhưng mà con thích ba Tâm hơn. Ba Tâm là ai? Ba Tâm là cái chú hồi chiều chở con đi học về đó. Sữa, nay con làm xong hết bài tập chưa? Dạ rồi. Mẹ, cho con mượn điện thoại gọi cho ba Tâm qua nha. Điện thoại mẹ để trên lầu rồi. Chắc sắp tới á, cái vụ mà đưa đón nhóc đi học á, để ba lo. Ba hả? Nhưng mà sao được, ba về đây để chơi với tụi con mà. Ba tính nói với con cái chuyện này. Kỳ này ba về đây á, ba tính bàn với con á, là ba sẽ ở đây luôn với tụi con. Thiệt không ba? Thiệt. Nói thiệt chứ, từ lúc mà ba má mà đi định cư ở nước ngoài á, rồi bảo lãnh cho mẹ con bay. Mà mẹ con bay cứ lần lửa hoài à.
cuối cùng không đi đến đâu. Tới lúc má con mới nhắm mắt. Lúc đó bà mới thấm thía. Nhiều khi ngồi trong căn phòng vắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu tuyết trắng xóa. Lúc đó mới thấm thía cái nỗi cô độc. Nhớ bà lắm. Nhiều khi nhớ người châm điếu thuốc, khói quyền bay lên cao. Nhất định kỳ này về đây ở luôn. Alo, tôi đang chuẩn bị qua nè. Tôi biết rồi. Ồ, bác ạ. Con là sếp Thương hả? Dạ. Nghe nói là con với Linh Thương cũng mới tìm hiểu đúng không? Dạ vâng ạ. Nghe nói ba con bị bệnh tim hả? Dạ. Dạ ba con cũng muốn là con lập gia đình sớm đúng không? Dạ vâng ạ. Rẫm rẫm mà thấy ba con cũng giống bác. Giống ở cái điểm là cái người già mà bao giờ cũng muốn cho con cái mình được yên bề gia thất, cho nên nó mới được yên lòng. Vậy thì con với lại Yên Thương tính chừng nào? Thật ra thì ba má con cũng hối thúc dữ lắm. Nhưng mà sao con? Dạ tại vì Thương là một người có vị trí trong xã hội. Con muốn tổ chức cho Thương một đám cưới xứng tầm với Thương. Bác đồng ý. Dạ. Nhưng mà... Nhưng gì nữa? Dạ. Con vừa mới đầu tư hết vốn của con á, vào kinh doanh bất động sản. Cho nên việc đám cưới con định... Vậy là nếu mà chuyên tiền bạc thì bác lo được. Không, con không thể nào để cho bác giải quyết tiền bạc cho con đâu. Con sẽ bán một số bất động sản của con. Nhưng mà thật sự là hiện tại thì thị trường đang rớt giá quá, con cũng... Không sao, bác nói bác lo được là bác lo. Chỉ con cái là con phải hứa với bác á, là con phải bảo bọc bé Thương và coi cu sữa như là con ruột của mình, thì tất cả mọi chi phí về đám cưới á, bác lo. Nhưng mà làm vậy con... Không có nhưng nhị gì hết. Bác nói bác lo được là bác lo, hiểu chưa? Thôi, để bác vô báo với bé Thương nghe chưa? Ba. Ôi chua chua, đứng đây nãy giờ rồi đó hả? Dạ, ba uống nước nè. Ừ, cảm ơn con. Anh. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Chút xíu ba nói chuyện với con sao? Dạ. Trốn nữa hả? Tao thất nghiệp rồi. Lại vô quán tiếp. Tự nhiên con mẹ cancel, không có thuê tao nữa. Má bây giờ không biết kiếm tiền đâu ra để trả lãi cho bà Hiền nè. Thôi chắc sắp tới á, hai đứa bay ráng trốn nợ thêm thời gian nữa nha. Trốn nợ sao bị vui vậy? Mày mặt tao giống vui lắm hả? Mày không biết cái phần trốn nợ nó khổ như sao rồi Tâm. Chứ mày rút cho mấy con chuột kìa. Nó vậy còn thêm bia rượu nữa. Mệt cũng chết luôn à. Thư. Dạ. Sắp tới em ráng trốn nợ với anh Hoang thêm thời gian nha. Rồi có gì tính tiếp. Dạ. Chán thiệt chứ. Không biết đến bao giờ luôn. Ráng chứ biết sao. Mời vào. Gì đó? Đi ăn cơm. Anh có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống đi. Ừ.
Chuyện là ba của em á muốn tụi mình làm đám cưới liền. Anh thì thấy hơi vội, nhưng mà ngặt nổi á, ba của anh thì đang bệnh tim. Lỡ có bề gì á thì phải chịu tang 3 năm mình mới làm đám cưới được á. Cho nên anh muốn bàn chuyện về ba của em nói á, em thấy sao? Chứ anh tính sao? Thôi, vậy thì 3 tháng nữa mình cưới. Anh sẽ sắp xếp chuẩn bị để đặt tiệc cưới luôn cho kịp ha. Đây 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 đây. Lên. Rồi bấm cái nút ngay giữa giùm con nha. Biết rồi, biết rồi. 2, 3 cho 9. 1, 2, 3. Đưa máy cao cao lên chút, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi coi điện thoại. Thôi con nghi lắm. Nãy giờ là trời ơi, không những xấu mà còn nhè nữa. Mất đầu, mất đuôi, mất hết luôn á. Con tự chụp đi. Thôi, chính làm gì làm đi, để con tự chụp. Mà nó nghe là chụp chứ nhiều vậy. Chụp làm kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm chốn nợ. Trời đất ơi, cuộc đời ai mấy lần được chốn nợ. Phải kỷ niệm chứ, chụp đi. Thôi, qua đây nè, qua đây cho nó lộn. Thôi, 2, 3. Ủa đâu rồi, Đây, bên đây. Chúa đấy nè, đây nè. 2, 3. Đợi con, đợi chúng. Cú sữa, ông ngoại nè. Ông ngoại. Con sao vậy? Lâu quá con chưa qua ba Tâm. Ông ngoại chở con đi thăm ba Tâm nha. Ok. Nhà đi vắng hết rồi con. Không mới về nha. Ông ngoại cho con mượn điện thoại con gọi ba Tâm nha. Nhưng mà ông mà. Rồi. Anh cướp! Anh cướp! Dừng lại. Bà Chính ơi, bà Chính. Chị ơi, chị. Ủa con quen hả? Dạ. Chị ơi. Bà Chính ơi, bà Chính. Cậu ơi, giúp. Má, má. Bà Chính ơi. Má. Ủa anh, cái đơn thuốc tôi đưa anh đâu rồi? Sao anh chưa đi mua cho bác luôn đi? À, chị ơi. Chị ra ngoài cho em hỏi xíu chị. Dạ. Có chuyện gì không anh? À, chị, bệnh viện mình có mua máu không chị? Ở bệnh viện mình không có. Chắc là anh tìm hiểu thêm ở bệnh viện khác đi ha. Dạ, cảm ơn chị. Cậu Tâm, cầm cái này lo cho má cậu. Dạ thôi, cầm đi. Tâm. Ồ. Dũng phải không? Tao nè. Mẹ. Dạo này sao rồi? Công việc làm IT của mày sao rồi?
Bỏ nghề rồi chú ơi. Ủa sao bỏ nghề? Mày tốt nghiệp IT loại giỏi mà. Trời ơi, thì nghề chọn mình, chứ mình sao chọn nghề được. Đời mà chú. Rồi đưa ai đi khám vậy? Vợ tao. Anh Dũng. Đừng.